Xin chào các bạn. Nếu như chúng ta sở hữu một chiếc xe ô tô thì tất nhiên rồi phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Dù là sở hữu hay là lưu thông trên đường thì tất nhiên rồi chiếc xe ô tô đó cần phải được đăng kiểm. Mà hiện tại thì ở Hà Nội số lượng xe càng nhiều thì người đăng kiểm lại phải chờ đợi một thời gian khá lâu. Và trong video ngày hôm nay, Hương Quỳnh sẽ dẫn và giới thiệu với các bạn một trung tâm đăng kiểm hoàn toàn mới. Đó là trung tâm đăng kiểm 2930D với địa chỉ tại 934 Quang Trung, Hà Đông, cách ngã ba Ba La chỉ 300m thôi, đi về phía bến xe Hương Nghĩa. Còn bây giờ thì hãy cùng theo chân Hương Quỳnh nhé. Khi đặt chân vào đây thì Hương Quỳnh đã cảm nhận được rằng đây là một môi trường mà nhân viên làm việc rất chuyên nghiệp. Họ đã bố trí một phòng chờ để khách hàng có thể thoải mái ngồi chờ trong khi xe của mình đăng kiểm. Và là con gái thì thường Hương Quỳnh sẽ không quan tâm lắm đến những thông tin về đăng kiểm. Chính vì vậy mà ngày hôm nay đồng hành cùng với Hương Quỳnh để hướng dẫn tới các bạn các quy trình để có thể đăng kiểm xe. Xin được chào anh Đông ạ. Hey, chào em. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Đông, giám đốc kỹ thuật của trung tâm. Em mời anh ạ. Em muốn hỏi là trước khi đến trung tâm đăng kiểm thì người đăng kiểm cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ nào? Thì trước khi đến đăng kiểm, chủ xe nên chuẩn bị trước đăng ký, đăng kiểm. Vâng, nếu mà trong một cái trường hợp nào đó mà sẽ khiến cho người đăng kiểm bị trục trặc trong cái quá trình chuẩn bị giấy tờ để có thể hoàn thành được thủ tục đăng kiểm? Vâng, thì trong quá trình đăng kiểm thì rất nhiều chủ xe đã gặp trục trặc. Thứ nhất là trường hợp là xe bị phạt nguội. Trường hợp thứ hai đó là đăng ký của chủ xe, là đăng ký ngân hàng. Thì giấy biên nhận thế chấp hết hạn thì chủ phương tiện sẽ không được làm xe. Thế nếu mà một không may mà họ bị một trong những cái lỗi đó thì không biết là trung tâm của mình có hỗ trợ cho khách hàng không ạ? Dạ. Vâng, trung tâm tôi có hỗ trợ khách hàng, đó là theo số hotline 0969 516 916. Thì chủ xe sẽ gửi giấy tờ cho chúng tôi sẽ tra cứu phạt nguội trước và kiểm tra giấy tờ đầy đủ cho chủ xe. Nếu mà có lỗi gì sẽ thông báo cho chủ xe biết. Vậy anh ơi, bây giờ anh có thể dẫn em đi vào để hoàn thành thủ tục đầu tiên, đó là giấy tờ của mình để em có thể đăng kiểm xe được không ạ? Vâng, xin mời bạn. Anh ơi, như thế là em đã hoàn thành xong việc bước là nộp giấy tờ cũng như là hồ sơ rồi đúng không ạ? Thế bây giờ em phải làm gì tiếp theo ạ? Vâng. Anh xin mời em ra xem bước thứ hai kiểm tra xe. Vâng ạ. Mời em. Em chào chị. Chị ơi, giấy tờ của chị xong rồi nhá. Em cảm ơn chị ạ. Vâng ạ, em chào chị ạ. Xe của em đã xong, được nhân viên đăng kiểm. Anh xe đã và giao theo cho em. Bây giờ là em xong rồi đúng không? Dạ. Anh cảm ơn. Như vậy là cuộc hành trình đăng kiểm xe của Hương Quỳnh ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Hương Quỳnh, đây là một ngày đăng kiểm xe diễn ra suôn sẻ bởi vì luôn có được sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ các bạn nhân viên. Đối với Quỳnh thì đây là một điểm cộng rất lớn. Nếu như bạn đang là chủ sở hữu của một chiếc xe hay là một tài xế với một chiếc xe đang cần được đăng kiểm thì hãy nhớ đến với trung tâm đăng kiểm số 2930D với địa chỉ tại 934 Quang Trung, Hà Đông, cách ngã ba Ba La 300m hướng về phía bến xe Yên Nghĩa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!